Ngày 7 tháng 7, một lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc xà lan chở hàng đâm vào cầu quay có đường ray tàu hỏa bắt qua sông Hạ Lý. Sự việc khiến đường ray trên cầu bị lệch, không thể phục vụ các chuyến tàu. Trước đó vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 6 tháng 7, xà lan số hiệu NB6450 hành trình từ sông Lạch Trì vào sông Đào Hạ Lý va chạm với cầu quay làm lệch tim gối cầu khoảng 1 mét và làm hư hỏng cabin lái của xà lan. Xà lan nặng 1.502 tấn, công suất máy 450 cv do thuyền trưởng Trần Văn Định, 52 tuổi, Ninh Bình điều khiển, cùng máy trưởng Hoàng Văn Quân, 34 tuổi, Ninh Bình. Cơ quan chức năng đã đưa xà lan đến nơi an toàn và đưa thuyền trưởng, máy trưởng đi xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy. Chuyến tàu hỏa chở 300 hành khách từ Hà Nội về ga Hải Phòng đã phải chuyển hướng về ga Thượng Lý. Hành khách được công ty đường sắt hỗ trợ di chuyển bằng xe buýt về ga Hải Phòng. Tuyến đường sắt Hà Nội Hải Phòng tạm dừng chở khách về ga Hải Phòng để chờ sửa chữa khôi phục